Xin chào con. Chú. Chú là hiệp sĩ đến từ chương trình Ước Mơ Của Em mà. Con phải là Duy Nguyễn không? Dạ phải. Đây là ai đây? Chị em con. Con đang làm gì vậy? Con nghe con đua xe đạp chú. Ủa chỉ có hai người đi vậy thôi hả? Thì có ba chú. À rồi, chào anh. Hay là hiệp sĩ đến từ chương trình Ước Mơ Của Em. Con biết ai mới được đua xe đạp không? Dạ, vận động viên xe đạp. Rồi con có biết một vận động viên sẽ như thế nào? Cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Hôm nay chú đến đây là tìm hiểu ước mơ của con. Ước mơ con là gì đó chú nghe nè. Dạ là đua xe đạp chú. Con thích đua xe đạp hả? Dạ. Con biết ai mới được đua xe đạp không? Dạ, vận động viên xe đạp. Đúng rồi, chỉ có vận động viên mới được đua xe đạp thôi. Rồi con có biết một vận động viên sẽ như thế nào? Cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Ờ đúng rồi. Chú không phải là vận động viên xe đạp. Nhưng mà giờ con có thử chạy nhanh hơn chú được không? Được con. Chú với anh con sẽ thi đấu. Bây giờ con làm trọng tài nha. Bắt đầu. Yeah. Từ từ, ta thắng rồi. Wow. Ủa sao quê được? Qua, qua mất tại nhau. Tại chú bị đạp hụt. Ủa con hồi nãy hình như là con, chú thấy là con đau tay đúng không? Dạ. Sao là con đau tay nào vậy? Trên này chú. Con có biết tại sao mà con đau không? Không có đồ bảo vệ. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm về những vật dụng của vận động viên để bảo vệ mình trước cái đã. Bây giờ con muốn em con đi với con. Em muốn. Muốn không? Bây giờ hai anh em xin ba đi. Em rồi, em người xin. Rồi em đổi thấy em xin không? Ba ơi, cho con đi đi ba ơi. Yeah. Rồi đi 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 yeah. Muốn tìm hiểu là xe nào? Xe đua. Xe đua. Ý nè, giống xe đua coi trên TV không? Đúng rồi, giống. Bình thường xe đạp của mình có bao nhiêu loại ta? Bình thường thì mình có loại leo núi nè, xe đạp leo núi, xe đạp địa hình, xe đạp công dụng thể thao lận thị với lại xe đạp đua như thế này. Hàng chi, có cái này được nè. Nhẹ không? Bánh nó mỏng ghê. Mỗi lần xe đua thì bánh nó mỏng, nó nhỏ vậy nè con, để nó lướt chạy nhanh. Tốc nó có thể 50 km trên giờ. Đề clip này nó khác thường, khác xe leo núi là con phải lắc lại nè. Nếu con lắc vô nó sẽ lên clip lớn để con đạp lên. Cái này bên này là clip lớn, còn cái này cũng có gì luôn chứ. Ở đây là bộ phận xen đĩa. Tay đua này thì con phải chỉnh viên cao để con đạp theo hẳn giờ, thoải mái giờ. Cái thứ hai cái cổ thì như thế này, con sẽ chồm xuống để con lướt gió. Mà giúp chiếc xe con nhanh không? Với chiếc xe này con muốn chạy nhanh á, cái thứ nhất á, con phải thay cái vỏ này thành một cái vỏ trơn. Còn lại như cái cổ này con thiết kế thêm hai cái sừng ở đây nè để mình cầm đó. Rồi chỉ vậy thôi. Rồi bây giờ cảm ơn chú đi. Cảm ơn chú. Rồi hai cháu mình về nhà, mấy cháu mình về nhà nha. Đi. Bây giờ nghĩ ra cách nào để chế xe của mình chưa? Rồi lắp thêm hai cái sừng này thay đó, thay vỏ bánh. Trước tiên mình phải là bảo hộ tay, bảo hộ chân trước. Rồi nhiệm vụ của hai con là sẽ làm đó. Chú á sẽ đi chuẩn bị cái phần mà bất ngờ nhất cho hai con. Lấy cái gì đó bỏ tay nè. Thì nó nhỏ đi. Thì nó nhỏ không lên. Thì nhỏ. Cắt ra. Ấy mấy đồ hộp rồi đồ nghề ở Việt Nam rồi. Chị đời mới. Lon nữa. Chẳng ai cái lon á. Vừa mới đề ba cái đầu là hiệp sĩ thấy chạy không lại rồi. Cho nên quyết định tắt vô coi chắc ăn hơn. Sáng giờ thì mình chỉ tìm hiểu sơ sơ về đua xe rồi thiết bị đua xe như thế nào mà mình chưa biết là một vận động viên đua xe đạp á sẽ là như thế nào. Bây giờ chú sẽ dắt con đi gặp vận động viên đua xe đạp thật thụ luôn. Giờ con có muốn đi không? Để con đưa bé đi về đi học. Thôi vậy thôi thì đừng sao nha, có gì anh con đi về được kể con nghe ha. Chào con, tạm biệt con. Trong nguyên đi đi. À, nói gì không nghe chứ vậy? Cố gắng lên rồi, đi thôi. Ở đây nè con, đây nè.
Dạ em chào anh. Chú. Dạ anh Tâm. Giới thiệu với con, đây là chú Tâm, là huấn luyện viên của đội tuyển trẻ thành phố. Con là Gia Duy Nguyễn, hôm nay con thực hiện ước mơ chú. Ước mơ của con là vận động viên đua xe đạp. Đâu rồi chiếc xe đạp của con để đâu? Dưới kia màu đỏ. Trên chiếc xe này nó có hai cái này là sao con? Dạ cái này là con lấy cái vỏ ca con ráp dán vô với lại ráp thêm hai cái lon. Nếu mà lướt gió thì nhanh không chú? Theo chú biết thì con làm như vậy con sẽ giúp gió đẩy mình ngược lại chứ không có thể đi nhanh hơn được nữa. Một cái xe như vậy con không thể làm như vậy được. Cái này nó không có chắc. Xe này đi ra đường nói chung là rất là nguy hiểm. Đoạn nhất thứ hai là xe này á chỉ để mình đạp chơi thôi. Đó, đi tới lui thôi chứ còn xe này không có thể đua được. Thường thì nếu mà viên đoàn viên thì thật cần những cái gì chú? Nếu mà một vận động viên xe đạp á, cái trước tiên cần là mình phải biết cái xe đạp đua như thế nào, rồi mình tìm hiểu nó như thế nào, rồi mình sẽ tìm hiểu và làm quen với nó. Đó, thì rồi sau đó mình tập cái nó để mình làm quen với xe. Rồi, đạp rồi con hãy lên yên, con đạp rồi con mới lên yên được. Rồi, bảo thắng đạp đi. Ok. Nhìn đằng trước, không được cú xuống. Rồi thắng lại coi. Đau quá. Sao? Nguyễn thấy thế nào? Cảm giác của con thế nào? Trời đã. Rồi con muốn thử thách để thành một vận động viên đội xe đạp hiện bây giờ chú đang coi không? Thử thách cách nào chú? Con sẽ thử thách là chạy hình chữ Z ha. Thì bây giờ chú sẽ nhờ mấy anh chạy trước. Tập dưới cho con. Rồi con sẽ nhìn. Thì con sẽ lấy xe tập lại như mấy anh nha. Rồi vẽ qua. Ok. Rồi đạp tiếp vẽ qua. Ok, để qua lại. Chạy được một mình không? Đây. Một chai. Sau một thời gian nhận được rất nhiều thử thách thì bé Duy Nguyễn chúng ta đã trở thành một thành viên danh dự của đội tuyển. Bây giờ thì bé Duy Nguyễn đang tập luyện cùng với đội tuyển để xem bé chúng ta tập luyện như thế nào nhé. Rồi, con sẽ làm cao lên. Rồi, nhớ nhìn vô, Nguyễn kẹp cứng vô nha, chứ để anh bật lên đó. Ê. Vừa mới đề ba cái đầu là tỷ thấy chạy không lại rồi, cho nên quyết định tách vô coi chắc an hơn. Cảm giác con sao? Thích. Bình thường mình nhìn lên mình tập như thế nào á? Giờ một ngày thì em tập khoảng 120-130 cây số. Đoạn đường xa nhất mà con chạy là bao lâu sao? 2 cây. Hai. Chân nó giỡn á, 5 cây. 5 cây. Thôi được chút. Cảm giác của con ngày hôm nay như thế nào nè? Rất là vui. Chú á là rất là đáng khen con là con biết đạp xe đạp. Đạp xe đạp á là vừa tốt về thể lực của mình nè, vừa bảo vệ môi trường nữa. Hôm nay Nguyễn chạy rất là tốt. Nhưng mà nói chung là khi mà Nguyễn sử dụng xe đạp trên đường á thì được có mà chạy tốc độ cao. Nhưng mà chạy xe nhưng mà chạy ngoài đường thì có được leo lề mà. Không được leo lề, xe đạp leo lề không được leo lề, leo lề là cái lề của người đi bộ mà sao con leo lề. Trời, hôm nay chú thấy con rất là cố gắng. Nên là chú sẽ đủ cho con là đi một vòng chung với mấy anh vòng quanh thành phố. Được đi cho đến cuối hành trình, thực hiện ước mơ tuổi thơ. Còn nếu có ai giúp sức cho em ước mơ được bay cao mãi, em luôn luôn tin vượt qua bao gian truân, cùng bay theo cánh diều mơ.